giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần xương để mình ninh nước ạ các bạn nhé. Xương này thì các bạn mua cho mình 500g xương sườn. Nguyên liệu tiếp theo các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là me nhé. Me này thì mình lựa chọn những cái quả me tươi ấy, thì nó sẽ có đủ độ chua, và nếu không thì các bạn cũng có thể thay bằng quả sấu nhé, và cà chua này và hành tím nữa. Cái xương sườn này thì mình đã trần qua rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ ướp gia vị các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng một muỗng bột nêm, 1/2 muỗng bột ngọt và một muỗng muối canh các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên để chúng ta ướp để cho cái phần xương sườn nó ngấm hết gia vị ấy. Và các bạn ướp trong vòng từ 10 đến 15 phút nhé. Sau khi mà các bạn ướp cái thịt này 10 phút trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ đi phi thơm cái hành tím này nhé. Sau đó mình sẽ xào qua cái phần cà chua và me. Sau đó thì mình sẽ xào qua một cái lần sườn ấy để cho sườn của chúng ta nó ngấm hết gia vị. Và các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi để chúng ta làm nồi nước canh ấy các bạn. Để mình hầm cái canh xương để cho nó ngọt nước trước. Và mình phải hầm canh xương càng lâu thì cái phần nước nó sẽ càng ngọt các bạn ạ. Bây giờ thì các bạn sẽ phi cái hành này của chúng ta nó thật thơm các bạn nhé. Cái phần sườn này nó ngấm gia vị nhé. Và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái nồi nước ấy, để bây giờ chúng ta sẽ ninh xương. Mình sẽ chỉ xào qua thôi các bạn ạ, để cho nó ngấm hết toàn bộ gia vị vào ấy. Rồi sau khi mà mình đã xào cái phần xương sườn của mình nó đã săn lại như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nóng nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị nồi nước rồi thì mình sẽ cho cái phần sườn mà mình vừa mới xào qua ấy các bạn vào trong này nhé. Và các bạn sẽ cho cái phần cà chua và sấu này vào luôn nha. Và me. Miền Bắc hay dùng sấu. Và cái me này thì nó sẽ làm cho cái phần nước canh xương này nó vừa chua mà nó lại còn mát mát nữa các bạn ạ. Và khi mà các bạn ninh xương thì các bạn sẽ ninh cho mình từ 30 đến 40 phút nhé. Để cho cái xương của chúng ta nó ngọt. Và trong khi chờ đợi cái nước xương này được thì mình sẽ đi nhào bột để làm bột sắt nhá. Bây giờ thì các bạn để sử dụng cái làm cái bột sắt ấy thì mình sẽ sử dụng 300g bột dạ tẻ các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 100g bột mì nha. Vì là mình làm quen rồi cho nên là mình áng được ấy. Còn nếu không thì các bạn sẽ sử dụng cái bát con nhỏ ấy, thì 100g đấy đó. Và các bạn sẽ sử dụng cho mình bột năng nhé, 100g bột năng. Hoặc là nếu không thì các bạn cũng có thể mua cái bột mà pha sẵn ở siêu thị ấy các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cái đũa để chúng ta trộn đều các cái phần bột này lên với nhau nhé. Và các bạn sẽ cho mình một muỗng bột nêm vào. Một phần hai muỗng muối canh các bạn nha. Mình sẽ trộn đều lên để cái phần vỏ bột của mình nó có vị vừa vừa ấy, vừa phải ấy, chứ nó không nhạt quá. Và để cái bánh của chúng ta nó không bị dính thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 2 muỗng cà phê dầu ăn nha.
nước ấm từ từ. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần nước ấm. Các bạn sử dụng nước 35 đến 40 độ nhé. Và mình cho từ từ vào, sau đó thì mình nhào ấy. Các bạn cứ cho từ từ thôi, không là mình cho nhiều quá thì cái phần bánh nó sẽ bị nhão ấy, thì nó sẽ khó chữa. Đấy, lấy cái găng tay. Sau khi mà các bạn thấy cái phần bột của chúng ta nó gần được thì các bạn sẽ sử dụng tay nhé. Mình sẽ sử dụng tay để nhào bột thì nó sẽ có cảm giác hơn ấy. Thì cho cái bột của chúng ta nó sẽ không bị nhã quá và nó cũng không bị khô quá ấy. Thì khi mà các bạn dùng tay thì các bạn sẽ bóp thật đều cho mình để cho cái phần vỏ bánh của chúng ta nó càng dẻo. Và để cái vỏ cái bánh canh này nó được ngon hơn thì cái bột các bạn phải nhào cho mình càng kỹ càng tốt. Khi mà các bạn nhào bột thì cứ khô thì mình lại cho thêm nước, nhưng mà các bạn chỉ cho một chút một thôi nhé. Nếu các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ khó chữa. Các bạn cứ nhào đến khi mà cái bột của chúng ta nó dẻo các bạn nhé. Mình sẽ dí cái phần ở cái ngón cái, cái phần thịt ở ngón cái. Các bạn nhào làm sao để cho cái phần bột này nó càng mịn, nó càng kết dính nhiều ấy, thì cái bánh của chúng ta nó càng ngon và nó không bị nát. Bột càng dẻo thì khi mà các bạn làm nó sẽ ngon hơn ấy. Sau khi các bạn nhào mà các bạn thấy bột của chúng ta nó không còn dính tay nữa, như thế này này các bạn. Đó, nó không dính vào tay của chúng ta nữa thì các bạn sẽ để cho bột nghỉ từ 15 đến 20 phút nhé. Bây giờ thì mình sẽ để cho bột nó nghỉ một chút. Và khi mà các bạn để bột nghỉ ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái màng bọc thực phẩm để các bạn gói lên trên như thế này, thì để cho cái phần trên của cái bột của chúng ta nó không bị khô ấy các bạn. Và mình sẽ để cho bột nghỉ trong vòng 15 phút các bạn nhé. Khi các bạn để bột nghỉ được 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình cái thớt. Bây giờ thì các bạn sẽ chia cái phần bột này ra để mình lăn cho nó. Các bạn sẽ lăn cho nó như này. Mình sẽ lăn dài nó ra, sau đó thì các bạn sẽ cắt nhé. Và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái. Bây giờ thì mình sẽ cắt chia nhỏ nó ra. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chút bột để mình làm áo các bạn nhé. Để cho cái phần bột của chúng ta nó không bị dính ấy. Và bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái chai để chúng ta lăn qua cái phần này để cho cái phần bánh của chúng ta nó mỏng ấy các bạn. Mỏng. Bây giờ mình sẽ dàn cái phần bánh này nó thật là mỏng các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã dàn mỏng cái phần bánh này rồi thì các bạn sẽ sử dụng dao nhé để chúng ta cắt cái bột này nó thành những cái miếng như này, nhỏ như cái đầu đũa ấy các bạn. Đó. Mình cho bột áo lên thì là các cái bánh khi mà mình cắt ấy, thì nó sẽ không bị dính vào nhau. Sau khi mà các bạn đã cắt ra thành những cái miếng này rồi thì mình sẽ nhúng vào cái nồi canh mà mình đã chuẩn bị các bạn nhé. Mình sẽ rũ bớt để cho cái phần bột áo ở trên cái mì này nó không bị ấy các bạn nhé. Để cái phần bánh của chúng ta nó không bị dính vào nhau các bạn thì mình sẽ cho từng sợi một vào nhé. Hoặc là nếu không thì các bạn cũng lăn ở trên cái chai ấy, sau đó thì các bạn sẽ cắt luôn
nó vào như thế này. À, sau khi mà mình cho cái bột sắt này vào rồi ấy, thì các bạn sẽ đun và mình sẽ khuấy đều lên để cho nó không bị dính vào cái đáy nồi ấy các bạn. Mình sẽ đun trong khoảng từ 3 đến 5 phút là cái bột này nó sẽ chín các bạn nhé. À, sau khi các bạn đun được từ 3 đến 5 phút thì cái sợi các bạn sẽ nhìn thấy cái sợi mì của chúng ta nó trong như thế này thì là chín các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ múc ra một cái tô và để ăn kèm với cái này thì các bạn ăn kèm với rau sống các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ múc bánh ra một cái tô các bạn nha. Cho cái hành lên. Và mình sẽ cho một chút giá cộng với rau sống lên trên các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ múc nước vào. Và để ăn kèm cái món này thì chúng ta sẽ ăn kèm với cả rau sống các bạn nhé. Rau sống này, giá này, rau sống thì cũng có giá này, rau xà lách và kinh giới. Và các bạn cũng có thể ăn kèm với cả ớt và chanh các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một cái miếng bánh xem là nó như thế nào nha. Rất là thơm rồi các bạn ạ. Cái món bánh của mình nó vừa dẻo vừa dai và nó không bị nát các bạn ạ. Và nước thì rất là vừa rồi. Và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ thấy có vị chua chua mát mát của me. Thì các bạn không cần thêm chanh cũng được, nhưng mà nếu như các bạn muốn ăn chua hơn thì các bạn hãy cho thêm chanh nha, cộng với ớt. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái ớt xào khô ấy các bạn. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món mì canh này các bạn nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nha.